hai ngôi sao bỏ chạy khỏi câu lạc bộ Ajax vì chịu hết nổi Ronaldo. Tiền đạo Sadio Mane và trung vệ Emerick Laporte là những ngôi sao hàng đầu của câu lạc bộ Ajax sắp ra đi. Do những xung đột ngấm ngầm với đội trưởng Cristiano Ronaldo và cuộc khủng hoảng bên trong nội bộ đội bóng này. Theo tờ Mail Sport, Anh, tiền đạo Mane đang tìm kiếm một giải pháp gia nhập câu lạc bộ Al-Ittihad do huấn luyện viên Laurent Blanc dẫn dắt với sự mời gọi từ tiền đạo Karim Benzema. Còn trung vệ Laporte có thể sẽ giảm lương đáng kể để trở về Tây Ban Nha thi đấu, với khả năng gia nhập Real Madrid. Đây là hai cầu thủ được cho đã có xung đột với Ronaldo và bị danh thủ này chế giễu ngay trên sân. Ở trận chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út khi Al-Nass thua ngược kình địch Al-Hilal với tỷ số 1-4 ngày 18 tháng 8. Tiền đạo Sadio Mane sắp đến Al-Ittihad theo hợp đồng cho mượn và mua đứt từ Al-Nass. Al-Ittihad đang thúc đẩy cuộc đàm phán để chiêu mộ Mane từ Al-Nass. Hiện vẫn chưa hoàn tất và hướng cụ thể của thương vụ. Tuy nhiên, các bên đang nghiêng về giải pháp cho mượn một mùa và mua đứt ở mùa kế tiếp. Tiền đạo Benzema là người đứng sau phi vụ này, khi cho rằng anh sẽ phù hợp khi thi đấu cạnh Mane hơn, nhà báo Ben Jacob. Chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng cho biết, Mane và Laporte gia nhập Ajax ở mùa giải trước với tổng giá trị gần 65 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cả hai không thể giúp đội bóng và cả Ronaldo đoạt được danh hiệu vô địch nào. Chưa kể, việc phải thi đấu dưới cái bóng của Ronaldo và phải chịu mọi trách nhiệm như trận thua siêu cúp vừa qua, khiến hai ngôi sao này ngày càng thất vọng. Euro và Copa America khép lại, kỷ nguyên Messi, Ronaldo cũng đã kết thúc. Ronaldo có hành động ám chỉ các đồng đội của mình đã ngủ quên sau khi anh có bàn mở tỷ số, để sau đó Al-Hilal lật ngược thế cờ ghi lại 4 bàn và giành ngôi vô địch. Bằng hành động này, Ronaldo cũng từ chối chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho thất bại của đội nhà. Tờ Mail Sport cho biết, Ronaldo vẫn ở lại Al-Nass bất kể thành tích sa sút, do mức đãi ngộ quá lớn và không câu lạc bộ nào có thể đáp ứng nổi. Al-Nass đang đối mặt cuộc khủng hoảng ngay trước mùa giải mới. Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út, PIS, hiện đã ngừng hỗ trợ tài chính cho câu lạc bộ, trong lúc mọi quyết định khác cũng đều phải thông qua họ. Đây là lý do đội bóng không thể mua sắm rầm rộ như mùa trước. Ronaldo được cho là một phần nguyên nhân chính, vì mức lương của danh thủ này quá lớn, hơn 200 triệu đô la Mỹ một mùa giải. Ronaldo cũng không chịu lắng nghe các góp ý từ huấn luyện viên Luis Castro hoặc giám đốc thể thao Fernando Hierro. Do đó, đã dẫn tới sự bất mãn từ nhiều ngôi sao khác. Và họ đang tìm cách ra đi trước tình thế không mấy sáng sủa của đội bóng, tờ Mail Sport nhấn mạnh. Với cá nhân Ronaldo, danh thủ này chắc chắn vẫn giữ cam kết thi đấu cho Al-Nass đến hết hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến tháng 6. 2025 vì mức đãi ngộ quá lớn, bất chấp khả năng sẽ không đoạt thêm danh hiệu vô địch nào nữa, tờ Mail Sport đánh giá.